Thành Loan xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 15 tháng 11 2019. Thành Loan rất vui khi được quay trở lại với đồ gỗ Thành Loan, được quay trở lại với quý khách trong video clip ngày hôm nay. Lần đầu tiên Thành Loan xin được gửi lời chào và chúc sức khỏe đến toàn thể quý khách hàng. Hôm nay Thành Loan xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý khách hàng một bộ nội thất phòng khách bằng gỗ hương đá. Và đây, trên tay tôi đang cầm đây là một cái phần quà. Một cái phần quà là một chiếc khay trà bằng gỗ hương được Thành Loan đi kèm và tặng kèm cho một anh khách hàng đến từ Thái Nguyên. Đây, ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết của phần phẩm trên. Đứng lùi đây chú ơi. Đây, một chiếc khay trà Thành Loan, đây là một phần quà nhỏ mà Thành Loan muốn tặng kỷ niệm một anh khách hàng đến từ Thái Nguyên, đó là chiếc khay trà bằng gỗ hương. Đây, quý khách đang thấy đây. Và ngày hôm nay Thành Loan sẽ trân trọng giới thiệu với quý khách là bộ bàn ghế nội thất phòng khách, là bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê, cột 12 gồm 6 món, hàng siêu VIP luôn, đục chạm thủ công bằng tay 100%. Và hôm trước thì anh Hưng đã về cơ sở của Thành Loan để ký nhận phần mộc của ngày hôm nay. Thành Loan hoàn thiện xong và anh Hưng tự đánh xe của nhà về để tự chở bộ này. Và xin mời quý khách cùng đi vào đón xem. Xin mời. Vâng, trên màn hình quý khách đang thấy đây là bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê, cột 12 gồm có 6 món, hàng VIP, hàng thừa của đồ gỗ Thành Loan chúng tôi. Bộ này là Thành Loan hoàn thiện xong phần của anh, phần full PUM theo đơn đặt hàng của anh Hưng, anh đến từ Thái Nguyên. Anh Hưng, đây là chiếc xe của anh Hưng, anh đã đánh xe về với đồ gỗ Thành Loan để ký nhận bộ sản phẩm này và cũng như là để chở bộ ghế này về. Và chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết của bộ sản phẩm trên. Và trước khi đi vào đường nét của bộ sản phẩm trên thì Thành Loan xin giới thiệu một chút về cơ sở. Thành Loan là một đơn vị chuyên sản xuất đồ gỗ cao cấp. Chuyên sản xuất đồ gỗ cao cấp, chúng tôi nhấn mạnh cái từ cao cấp. Thành Loan là chuyên sản xuất các đồ cao cấp, đồ thương hiệu, mang thương hiệu đồ gỗ Thành Loan luôn luôn có một cái phong cách, một kiểu dáng khác biệt so với các hàng ở thị trường rất nhiều. Những khách hàng nào đã quan tâm và yêu thích kênh của đồ gỗ Thành Loan rồi thì là có thể thấy được khi chúng tôi đăng một cái sản phẩm lên và cho ra mắt thị trường một cái sản phẩm thì chỉ cần nhìn sơ bộ, nhìn sơ qua thôi về cái dáng ghế, chưa nói về chất liệu gỗ. Chất liệu gỗ thì chúng ta nhìn qua hình ảnh thì hầu như là nó như nhau hết, không có cái gì là khác biệt cả. Nhưng mà để nhìn mục sở thị, mắt thấy tay sờ đấy, thì quý khách qua hàng có thể, thì khách hàng mới có thể thấy được, mới thấy được cái độ đẳng cấp và đỉnh cao về chất liệu gỗ đấy, cũng như về các cái sản phẩm mà chúng tôi cho ra thị trường. Và để so sánh, khi quý khách hàng so sánh khi xem ở màn hình, xem ở tivi hay điện thoại đó, một bộ sản phẩm Minh Quốc Nghê của đồ gỗ Thành Loan so với một bộ sản phẩm của một cơ sở nào đó, thì quý khách hàng nhìn sơ qua sơ bộ, cái tên của nó cũng là bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê, cũng là gỗ hương đá đó, nhưng mà chúng ta chỉ nhìn được qua hình ảnh thôi, không thể nhìn được về cái nội tâm, cái gọi là cái cốt lõi của bộ ghế, cho nên là quý khách hàng không thể thấy được. Vì vậy là Thành Loan mỗi khi chúng tôi là đưa các sản phẩm lên, Thành Loan chúng tôi thường mời quý khách có thể bớt chút thời gian về trực tiếp cơ sở để mục sở thị. Và chúng tôi lấy ví dụ cũng như là một cây gỗ hương này thì nó cũng có nhiều phần, những phần cành, phần gốc, phần thân và phần ngọn. Vì sao các bộ bàn ghế của Thành Loan tôi, chúng tôi là làm các bộ bàn ghế thương hiệu, bởi vì chúng tôi là luôn luôn chọn các cái phần gỗ đẹp nhất và lạc nhất để dựng nên các cái sản phẩm cho ra mắt thật đẳng cấp nhất và ưng ý nhất. Đấy, đó là cái phần nhỏ thôi. Đấy, nhưng mà nhiều đơn vị là không làm được giống Thành Loan. Đấy, thứ hai nữa là về cái dáng ghế, cái dáng, các cụ đã nói nhất dáng nhì ra rồi, cái dáng, dáng ghế thì nó phải nói là dáng ghế chúng tôi không dám, chúng tôi khẳng định rằng không có một ở đâu có thể lấy cắp được cái mẫu, cái dáng ghế của Thành Loan, các bộ Minh Nghê và Nghê Bảo Đỉnh và các bộ bàn ghế của Thành Loan chúng tôi được. Chúng tôi khẳng định trên thị trường là không có cái bộ ghế nào mà có thể làm cái mẫu mã giống như của Thành Loan.
cũng như là một miếng thịt, một con lợn chúng ta thịt da, có thịt lạc, thịt mỡ, thịt mông, thịt vai, thịt chân giò. Đấy, nó có rất nhiều loại. Đấy, cùng là một chất liệu gỗ nhưng mà nó có nhiều loại, nhiều cái chỗ đẹp và chỗ xấu. Thì về Thành Luân chúng tôi, khi chúng tôi cho ra mắt trên thị trường, chúng tôi là luôn luôn cho ra mắt hàng thửa nhất, hàng đỉnh cao nhất và đẳng cấp nhất. Chọn những gỗ, chỗ gỗ đẹp nhất, lục loại nhất để đưa ra thị trường các sản phẩm để mang cái tính chất là thương hiệu của đồ gỗ Thành Luân. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết. Bộ sản phẩm trên đã có chủ nhân, đó là anh Hưng. Anh đến từ Thái Nguyên. Anh Hưng thì đã về thổ gỗ Thành Luân để xem phần mộc bộ ghế này rồi. Và Thành Luân rất vui vì anh đã chốt cái bộ này. Bộ này cũng là bộ rất chìa đẹp. Toàn bộ cái trường này rất to, trường rất to, minh nghê này, trường rất to và dày và là liền khối luôn. Được đục chạm thủ công bằng tay 100%. Và cái mẫu nghê này là mẫu nghê chiêu tài hút lọc. Đấy, nó không dữ dằn, nó rất chi là mềm mại, uyển chuyển và rất hiền. Đấy, và các cái tay cột này, chúng tôi làm tay tục cột rất chi là chuẩn chỉ, cột là hàng hộp luôn. Đấy, các cái đường, cái tay này cũng vậy này. Cái tay này tôi làm nó đục chạm thủ công bằng tay, 100% đục thủ công bằng tay. Và tiếp theo cái phần vách tựa. Vách tựa chúng tôi làm dày 4 phần, thậm chí là lên tận 4 phần rưỡi cơ. Tôi chỉ nói 4 phần thôi. Và cái phần đục này, đục vách đục này, tùng cúc trúc mai và giữa đoạn đây là sen. Thì là mang khi quý khách hàng chơi cái bộ ghế này là được chơi cả một bức tranh nữa, chơi cả bộ tranh từ quý tùng cúc trúc mai. Toàn bộ đục tay, kênh bong moi móc rất chi là đẹp, không giống thông thường một chút nào. Anh Hưng là anh cũng chuyên về nội thất. Đây, anh Hưng cũng chuyên về nội thất. Nội thất Thái Cao, Thái Hưng. Anh đến từ Thái Nguyên. Anh đã ưng ý bộ này. Anh là chuyên về nội thất thì anh là một người cũng là trong nghề, nên là anh chốt cái bộ ghế này nói là anh rất kỹ tính. Anh nhìn cái bộ ghế này anh đã ưng ngay, cũng không cần phải xem nhiều, chỉ cần nhìn qua những người thợ. Nếu mà những người thợ chỉ cần liếc qua thôi là biết sản phẩm của Thành Luân như nào rồi. Và Thành Luân cũng rất mong muốn quý khách hàng khi đi mua hàng lên dẫn một người thợ nào đó hoặc là anh em bạn bè biết nghề mộc về với Thành Luân để mua hàng. Thành Luân rất mong muốn quý khách hàng có thể về đồ gỗ Thành Luân và đi kèm theo là những người thợ, thợ mộc, thợ biết về đồ gỗ. Đây, những cái chân bàn này, chân ghế này rất đẹp luôn, quá đẹp, quá đỉnh cao luôn. Và tiếp theo là chiếc bàn này. Đấy, chiếc bàn này đục tích tứ linh long ly kỳ phượng, đục thủ công, đục thủ công. Tôi nhấn mạnh là chiếc bàn là đục thủ công, đục tay, đục kênh bong, đục rất đẹp luôn. Tứ linh long ly kỳ phượng, bốn linh vật thiêng liêng, tạo cho gia chủ sự quyền uy và chiêu tài hút lộc về cho gia chủ. Đấy, rất đẹp này. Đấy, mặt bàn này khách đang thấy đây. Thường các cái mặt bàn này khách thường hay nhìn thấy ở các bộ đỉnh rồng, các bộ nghe bảo đỉnh của Thành Luân, nhưng mà giờ đây Thành Luân sẽ tiếp tục là sản xuất vào các cái bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê. Đấy, và nếu mà để so sánh về cái mặt bàn đục này, khách hàng theo dõi cũng rất nhiều các cái bộ bàn ghế đỉnh rồng ở trên thị trường, khách nhìn qua cái mặt bàn đó mang tiếng là đỉnh rồng thật. Đỉnh rồng là một bộ bàn ghế rất to và hoành tráng, nhưng cái đường nét đục với mặt bàn thì chúng tôi khẳng định không thể đẹp bằng cái mặt bàn riêng với bộ Minh Nghê của chúng tôi thôi. Bộ Minh Nghê thôi mà chúng tôi là cái mặt bàn thì tôi đục còn đẹp hơn bộ đỉnh rồng hàng thông thường ở thị trường. Đấy, đẹp hơn cả cái hàng đỉnh rồng ở thị trường. Rất đẹp, rất đỉnh cao. Đấy, và mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại là 0967110389 hoặc 0972770888. Và quý khách khi mua hàng đến với Thành Luân, Thành Luân sẽ có những món quà hấp dẫn cho quý khách hàng, ví dụ như chiếc khay trà đây, khay trà bằng gỗ hương đỏ của Lào, Thành Luân sẽ tặng kèm quý khách hàng theo những bộ bàn ghế. Và mọi đóng góp ý kiến quý khách vui lòng bình luận comment dưới video clip này, và Thành Luân luôn luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của khách hàng. Và một lần nữa Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi.
Và mọi người chưa đăng ký kênh của Thành Luân thì vui lòng đăng ký kênh để liên tục nhận được các thông báo mới nhất mà chúng tôi cập nhật hàng ngày. Mỗi một ngày chúng tôi cập nhật rất nhiều các sản phẩm đẳng cấp và đỉnh cao. Vâng, thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Hôm nay là ngày 15 tháng 11 2019, chúng tôi giới thiệu bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê cột 12 gồm 6 món hàng siêu VIP của anh Hưng đến từ Thái Nguyên. Vâng, thay mặt Thành Luân xin chân thành cảm ơn và chúng tôi xin được tạm dừng video clip tại đây và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.